Thời tiết mẫu sơn xuống âm 2,6 độ, nhiều tỉnh thành miền Bắc ở ngưỡng dưới 10 độ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, những ngày gần đây, không khí lạnh liên tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 25 tháng 1 vào lúc 6 giờ sáng, nhiệt độ tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xuống âm 2,6 độ. Ngày 25 tháng 1 là ngày thứ ba liên tiếp, Nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc lúc 6 giờ phổ biến ở ngưỡng dưới 10 độ. Cụ thể, 6 giờ hôm 25 tháng 1, nhiệt độ thực đo ở trạm Hà Đông Hà Nội là 9,9 độ, mẫu sơn Lạng Sơn là âm 2,6 độ. Một số nơi nhiệt độ giảm sâu dưới 4 độ như Sapa Lào Cai 2,6 độ, Đồng Văn Hà Giang 2,8 độ, Tam Đảo Vĩnh Phúc 3,3 độ, Trung Khánh Cao Bằng 3,6 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 25 tháng 1, vào lúc 6 giờ sáng, Nhiệt độ tại xã Mẫu Sơn, huyện Lục Bình, tỉnh Lạng Sơn xuống âm 2,6 độ. Tuy vậy, nhiệt độ ghi nhận ở miền Bắc thời điểm này cũng tăng nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua, 24 tháng 1. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm sâu trong rét buốt. Trung Trung Bộ trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm ngày 25 tháng 1 ở vùng núi Bắc Bộ là từ 4 đến 7 độ, có nơi dưới 0 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 10 đến 12 độ, trung trung bộ phía bắc, từ 13 đến 16 độ, phía nam, từ 17 đến 20 độ. Ngày và đêm 26 tháng 1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ duy trì ngưỡng từ 4 đến 7 độ, có nơi dưới 0 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 10 đến 12 độ, Nghệ An, Hà Tĩnh từ 11 đến 13 độ, trung trung bộ phía bắc từ 14 đến 17 độ, phía nam từ 17 đến 20 độ. Đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29 tháng 1. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Tình trạng băng tuyết xuất hiện dày đặc ở các địa phương khiến cho cuộc sống của người dân đảo lộn. Theo nền nhiệt tại thôn Ngải Thầu Thượng, xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đo được ở mức âm 3 độ C. Vào mỗi đợt mùa đông về, người dân thôn Ngải Thầu Thượng, xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai lại phải tìm cách thích ứng với điều kiện khắc nghiệt ở nơi được coi là thôn bản cao nhất của Việt Nam. Thôn Ngải Thầu Thượng có tổng cộng hơn 90 hộ dân, phần lớn là đồng bào người Mông sinh sống, với độ cao so với mực nước biển lên tới 2.300m. Quanh năm nơi đây mây mù bao phủ, nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C đã trở nên quen thuộc với cuộc sống của người dân nơi đây. Nền nhiệt tại Ngải Thầu Thượng ngày 23 tháng 1 đo được ở mức âm 3 độ C, tuy nhiên chưa xuất hiện băng tuyết. Để chống lại giá rét, người Mông ở Ngải Thầu Thượng sinh sống trong những ngôi nhà tường đất có độ dày gần 1m, cả cửa chính và cửa sổ đều khá nhỏ. Bên trong mỗi gia đình đều có một bếp lửa ở giữa sàn nhà, vừa để phục vụ nấu nướng vừa để sưởi ấm. Gia đình anh Sùng A Tùng quây quần bên bếp lửa khi nhiệt độ bên ngoài dưới mức 0 độ C. Anh Tùng cho biết, gia đình anh chủ yếu làm nông, thời tiết khắc nghiệt khiến công việc của anh và vợ bị trì hoãn không ra ngoài đồng được. Trong căn nhà nhỏ dựng bằng vách đất, chị Vàng Thị Mơ cùng người thân tranh thủ ngồi may quần áo cho gia đình, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang cận kề. Vốn từ tiếng kinh không nhiều nhưng chị Mơ vẫn cố gắng chia sẻ. Gia đình không có trâu bò nhưng đã chuẩn bị nhiều củi từ trước về để sưởi ấm. Phía bên ngoài mỗi căn nhà đều được chất sẵn rất nhiều củi lớn nhỏ khác nhau để đun nấu và để sưởi ấm cho gia đình và cả gia súc gia cầm. Với nhiệt độ được cảnh báo xuống dưới 0 độ C, trâu bò đã được các hộ gia đình di chuyển về nhà, chuẩn bị sẵn thức ăn như dơm, dạ hay nấu cám nóng để chăm sóc dưới thời tiết khắc nghiệt. Chị Thảo Thị Tài cho biết, để đối phó với đợt rét lần này, từ hai ngày trước gia đình chị đã cho trâu về chuồng, chuẩn bị sẵn thức ăn. Nếu nhiệt độ xuống thấp quá cũng có sẵn củi khô để đốt sưởi ấm. Một số gia đình do chưa nắm bắt được thông tin về đợt lạnh lần này nên khi không khí lạnh giảm sâu mới bắt đầu đem trâu bò dắt về nơi tránh rét. Củi khô không thể thiếu đối với người dân nơi đây để đối phó với rét đậm rét hại. Dù trong mỗi gia đình còn nhiều củi dự trữ nhưng hàng ngày người dân vẫn chủ động đi nhặt thêm củi để dự phòng cho đợt rét kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, một số nơi đã xuất hiện băng giá. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ ngày 24 tháng 1 ở hầu hết các trạm đo đều giảm sâu dưới 10 độ C, trong đó Hà Đông Hà Nội 9,2 độ C, Mẫu Sơn Lạng Sơn âm 2,5 độ C, một số nơi dưới 4 độ C như Sapa Lào Cai 2,7 độ C, Mộc Châu Sơn La 3,7 độ C, Đồng Văn Hà Giang 1,6 độ C. Tam Đảo Vĩnh Phúc 2,1 độ C, Trung Khánh Cao Bằng 3,2 độ C. Ngày và đêm không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét hại, Trung Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm ở vùng núi Bắc Bộ, phổ biến từ 3 cho đến 6 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ từ 8 cho đến 11 độ C, Bắc Trung Bộ từ 9 cho đến 11 độ C, Trung Trung Bộ phía Bắc từ 12 cho đến 15 độ C, phía Nam từ 16 cho tới 19 độ C. Ngày và đêm 25 tháng 1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ từ 4 cho đến 7 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 9 cho đến 12 độ C, Nghệ An Hà Tĩnh từ 11 cho đến 13 độ C, Trung Trung Bộ phía Bắc từ 12 cho đến 15 độ C, phía Nam từ 16 cho đến 19 độ C. Đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài cho đến khoảng ngày 28 tháng 1 trong đợt rét đậm rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá trong ngày và đêm 24 tháng 1 khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Khánh Hòa có mưa mưa rào cục bộ có mưa to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh các chuyên gia khí tượng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác rét đậm rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc gia cầm ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thưa quý vị, trước tình hình ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, toàn miền Bắc đã xảy ra rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 08/CDTTG về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành liên quan chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét và diễn biến thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Các địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét, bảo đảm an toàn cho người, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc gia cầm, thủy sản và cây trồng, xây dựng và hướng dẫn kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín. Chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thời tiết rét đậm, rét hại để cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông truyền tải đến người dân biết và chủ động tích cực triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với rét đậm, rét hại và băng giá. Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương tăng tần suất và thời lượng phát các bản tin dự báo về thời tiết đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống đói rét dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản, cây trồng đến các cơ quan chức năng và người dân. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, cổng thông tin điện tử chính phủ và các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết chủ động phòng tránh. Thưa quý vị, có thể thấy đây là đợt rét nhất của mùa đông năm nay đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong vài ngày tới. Mỗi người cần chủ động ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi và trẻ em. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất có liên quan đến tình hình thời tiết sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.